Nè, Tú Châu à, Tú Châu, cô à, cô đừng có làm như vậy. Trời ơi, tôi xin Buông cô đừng có ra, làm như vậy, cô điên rồi buông sao? ra đi, Tại sao cô làm ra những chuyện như vậy? Cô à, cô đừng có buông làm như vậy. Tôi van xin cô, Tú Châu à, cô đừng làm. Trời ơi, cô à, đừng có làm như vậy mà. ra Tú đi. Ai là người đâu? sao sao Nè, phá buông ra cửa đi, buông ra đi. đi lại sao? Trời ơi, cô gặp, tại sao cô phải làm như vậy? Cô à, đừng có làm như vậy nữa, tôi xin cô. Hèn chi, cổ kêu em đưa cổ về nhà thì ra muốn cùng em đi giao thiệp. Nhưng mà chuyện này cũng rất bình thường, đâu cần phải đại náo như vậy. Tôi không biết bây giờ hai người quan hệ tới trình độ như thế nào. Hình như hai người vẫn chưa có hôn ước gì, có phải không? Hôn ước? Tụi em đâu có bao giờ có hôn ước. Tại vì mấy người bình thường kìa, các em nói đùa như vậy. Quá nhiều lần cho nên chuyện này mới giống như thật. Anh cũng không nên nói ra những lời này. Mấy tháng trước anh cùng y cổ suốt ngày chơi chung với nhau, giống như hai người đã kết thân. Luôn có mẹ cũng nghĩ là hai người có cử động chuyện gì đây. Cũng tại mấy tháng gần đây anh mới chịu lánh xa cổ, có phải thật không? Chị nói cái gì? Không phải chị biết rồi sao? Tụi em quen nhau từ nhỏ mà, cảm tình cũng khá lắm. Nhưng mà tụi em chưa bao giờ nói chuyện hôn ước, hay là cầu hôn, hay là hứa hẹn gì. Tụi em chỉ là đi chơi chung với nhau thôi. Thiệt thôi, cho em đã nói ra những lời không đầu không đuôi. Chị hỏi em, cái gì gọi là chính thức cầu hôn, cái gì gọi là tùy tiện đùa giỡn? Chuyện khác có thể tùy tiện được, còn chuyện đại sự này tùy tiện được hay sao? Hai người đã gây ra chuyện lớn rồi, sau này tôi cứ gặp mặt nhau nữa. Vậy cũng đúng, Tam Tổ có cảm tình rất tốt với cổ. Tôi hoài nghi chuyện thị phi lần này là cho bả mà ra. Nè, tất cả ngồi xuống đi. Xin chào, vị này là Kim Mẫn Chi tiểu thư. Xin mời. Vị này là Kim Mai Lệ tiểu thư. Chào cô. Còn vị đó là Kim Thế Liên tiểu thư. Chào ông. Xin chào. Chúng ta hãy mau qua bên đó ngồi đi. Nè, mau đi. Nè, mời tất cả ngồi xuống. Tới đây đi. Các vị từ từ dừng. Ê, có một vị Mỹ quốc là cô Miss Liễu, học đại học Thánh Giuse, có quen biết không? Cô tên gì? Tên là Liễu Y Lan, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Người đó là chị dâu của tôi. Hàng chi gương mặt của cổ cũng có chút giống anh. Đúng vậy. Hôm hỷ sự ở nhà của Hà Gia, cô Kim có mệt lắm hay không? Ê, nghe nói Ngụy Tiểu Thơ cũng tới, tại sao không thấy vậy? Đúng vậy, lúc bắt đầu tôi muốn hẹn vợ chồng họ tới đây, nhưng mà vợ chồng họ đã tới Bắc Đại Hà để mà hưởng tuần trăng mật rồi. Vào mùa hè, du lịch dọc theo bờ biển về hướng Bắc, như vậy tốt lắm, không có khô khan, là mát mẻ. Thời gian nghỉ hè này không biết là cô Kim đang học bổ túc môn gì. Sự thật cũng không có học bổ túc gì cả, nhưng mà để đọc sách trong thời gian rảnh rỗi thôi. Đọc tiểu thuyết cũng là một cách tiêu khiển rất khá. Không biết là cô thích đọc loại tiểu thuyết nào? Cũng là một số tiểu thuyết cũ. Tiểu thuyết cũ? Ừ. Là loại nào? Giống như là Hồng Lâu Mộng hay là Tam Quốc Chí. Hồng Lâu Mộng, bộ này tôi cũng thích lắm. Ê, trong tiểu thuyết Tây Dương hình như không giống Hồng Lâu Mộng, vậy có được mấy trăm vạn ngôn như tác giả vĩ đại chứ? Ừ. Nhưng mà trong tiểu thuyết của Tây Dương không có giống như của chúng ta. Trung Quốc chúng ta yêu thích bao la vạn tượng, còn tiểu thuyết Tây Dương, một bộ sách chẳng qua là sự kiện mà thôi. Quả như là tiếng nước ngoài về đây, nói đại vài câu thì đã có học vấn cao thâm tới vậy. Anh không phải từ nước ngoài về đây hay sao? Tôi ở ngoại quốc đi một chuyến như vậy thôi, cũng không có học hỏi cái gì. Các người từ từ nói chuyện đi, tôi qua bên đó một chút. Từ từ dùng. Tất cả đều là bạn cũ, anh còn khách sáo cái gì chứ? Xin thất lễ. Tôi không nói nhiều nữa. Hôm nay thời tiết thật là khá lắm, mọi người cứ tùy tiện đi đi, cứ tùy ý đi nha. Nè, mời Khôi tiên sinh, mời qua bên này. Chuyện gì? Hôm nay đi chơi vui chứ? Cũng được. Lá thư đó cô viết cho tôi. Thực ra thì tôi đã có xem rồi. Tôi hâm mộ thành yếu cô lắm. Tại sao cô đưa tôi tương cách quá sầu chứ? Tôi muốn hỏi cho biết, tại sao không đem thư gửi tới kim phủ của tôi vậy? Là gì bất tiện?
Không lẽ không có nào khác để chuyển giao hay sao? Không có. Ý của cô là sau ngày hôm nay không biết khi nào mới có thể gặp lại sao? Kỳ lạ, cái ông họ Liễu này hình như thập phần chú ý tới cô Tiểu Linh. Chị thấy không? Tại sao chị không thấy? Cũng không biết là duyên cớ gì Tiểu Liên cứ mãi mãi tránh tránh né né. Em không có nghe cái tên họ Liễu đó nói sao? Hải gia kết hôn anh cũng tới tham dự. Tôi nghĩ có lẽ cũng bắt đầu từ ngày đó anh ta đã để ý tới Tiểu Liên rồi. Hôm nay tất tiểu thờ đại khách, cô cũng đã mời Tiểu Liên tới đây. Hoặc giả là trong này cũng có dụng ý gì. Trong lúc tất tiểu thờ đang giới thiệu cho hai người họ quen nhau, hình như Tiểu Liên thập phần kinh ngạc. Bây giờ nghĩ lại thật là khả nghi lắm. Ê, chúng ta gọi Mai Lệ Hoa qua đây luôn đi, để xem họ Liễu đó có thể quậy ra cái gì. Có chuyện gì đáng quậy đâu. Chẳng lẽ để cho tên họ Liễu đó nằm mơ thêm vài ngày nữa. Ý, em đang ở đây nè. Hai chị đang xù xì nói chuyện gì đó. Phá phách quá đi. Con nít đừng có nhiều chuyện quá. Lại nói tôi là con nít nữa. Thì em là con nít chứ còn cái gì nữa. Đi đi. Hay là đợi cô đi học, tôi đem thơ gửi tới trường cho cô. Nửa năm sau tôi không có ở trường học nữa. Chúng ta là thanh niên, đây là lớp phải đi học. Sao cô lại không đi? Tại vì tôi phải trở về miền Nam. Về miền Nam? Tôi chỉ muốn cầm với Kim nữ sĩ để mà làm bạn. Hy vọng là cô có thể thừa nhận tôi là người bạn trung thực nhất. Chuyện này không cần phải khách sáo. Những lời tôi muốn nói tôi đã viết trong thư gửi cho Tiểu Tiên Sinh rồi, có đúng không? Vậy cô tặng cầu quà cho tôi để làm gì? Cầu quà? Tôi đâu có tặng cầu quà gì cho Tiểu Tiên Sinh đâu. Là cầu quà giả ngọc đó. Cô đi cho tất tiểu thơ mang tới tặng tôi mà. Có lẽ đã hiểu lầm. Cái cầu quà đó là tôi muốn tặng cho tất tiểu thơ thôi. Không ngờ tất tiểu thơ lại chuyển tặng cho Liễu Tiên Sinh. Tôi cũng nghĩ đây là hiểu lầm, nhưng mà cảm thấy phù hợp lắm. Cô có thể xem tôi là người bạn trung thực nhất không? Kim tiểu thư. Ý, hai vị tới rồi hả? Được rồi, mọi người từ từ ngồi nói chuyện đi. Đừng khách sáo Kim tiểu thư, hai người cứ tự nhiên đi. Tôi muốn đi coi Kim tiểu thư một chút. Lệnh tỷ có gửi thơ về cho anh không? Nếu Liễu tiên sinh cứ gửi thơ cho cổ, xin cho tôi gửi lời thăm. Yên tâm, tôi nhất định gửi thơ cho chị dâu của tôi. Nói với cổ là tôi và cô Kim đã thành bạn tốt rồi. Nếu nghe được tin này chắc là chị ấy mừng lắm. Đúng vậy, chúng tôi cũng rất thích có bạn để nghiên cứu về học vấn. Nếu có thời gian rảnh rỗi xin mời tới hàng xá của chúng tôi. Được lắm, tôi nhất định tới. Đó là em Út. Cô ta ra khỏi nhà, anh tới đó sẽ gặp cổ. Được vậy thì quá tốt. Hai ngày nữa tôi tới nhà để thăm. Được rồi, chúng ta đi đi. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Bác à, bây giờ mấy giờ rồi? Tống tiên sinh còn chưa về sao? Thất thiếu gia tới rồi à, mời vào ngồi. Mượn tình cảm của cậu để hắn làm việc trong nhà của các đại thiếu gia quý phủ đã bận rộn một chút. Vả lại hắn rất thích uống rượu, nói không chừng bây giờ đã đi tới chỗ nào đi uống rượu rồi. Chắc là gì. Thái thái, điện thoại của cửu gia. Cậu ngồi đây nha. Tối mai có rảnh hay không? Đi gọi xin ý với anh nha. Nên mời mẹ em đi luôn. Em sẽ đi. Mời mẹ em đi chung. Người già họ đâu có thích coi xin ý. Anh nghĩ thôi đừng. Anh nói gì vậy? Nếu như mà anh không mời thì em đâu có cách gì để nói. Được, đến kiếm cách nói với bác gái. Em không thể nào đi một cách lén lút để nó gạt mẹ đâu. Đương nhiên là không. Bác ngồi đi.
Bác à, bác có thích xem phim không? À, xem kịch còn có thể được, cine tôi không có thích coi. Cái hình ảnh đó cứ như làn điện chớp tia sáng, khiến mắt người ta hoa lên. Ồ, thì ra là gì? Sự thật thì cháu có một vé cine, nhưng nếu ngày mai không coi thì sẽ bị hết hạn. Như vậy thì phí lắm, cháu thì đi không được, nhưng mà ngồi ở nhà thì cũng thấy tiếc. Cháu định tặng cho hai người, không ngờ bác không thích. Vậy thì bỏ đi. Cậu đừng có bỏ nó, hãy tặng quà cho tôi. Dạ được. Ừ, cho con đi coi hát. Nếu mà đi một mình, con không đi. Một mình đi có gì đâu, đi chơi một mình vui lắm. Đúng rồi, em đừng có sợ. Khi giảng phim anh tới đón em. À, không cần đâu, để cậu một mình tự đón xe về là được rồi. Nếu có hai vé thì hay biết mấy, bác có thể cùng đi chung. Nè, ở bên này. Anh kêu nước cho em rồi. Sớm vậy sao? Chưa có ai tới mà. Dù sao mình đâu phải vì cô phim mà tới đây. Anh chỉ là muốn kiếm một chỗ để nói chuyện và tâm sự với em. Nè, ăn đi. Ngon lắm đó. Tại sao anh lại khách sáo vậy? Anh lúc nào cũng tôn trọng nữ giới, đương nhiên là khách sáo một chút. Thanh Thu, anh cảm thấy hôm nay em không giống như bình thường. Phải không? Đẹp hơn nhiều. Anh có một chuyện muốn hỏi em. Sau khi tốt nghiệp cao trung, em định làm nghề gì? Đương nhiên em muốn tiếp tục lên đại học. Lên đại học? Lên đại học để làm gì? Không lẽ em muốn giống Ngũ Tỷ, Lục Tỷ của anh, mỗi ngày đều ở trong nhà, học vấn thì đầy bụng, nhưng mà không làm được cái gì hết? Nói giống như là anh, những gì trên thế giới này đâu có ai đi làm. Muốn ăn cơm nhưng mà không có ai làm ruộng, muốn mặc quần áo không có ai dịch giải. Như vậy thế giới này thành gì đây? À, anh nghĩ là em đã hiểu lầm câu nói của anh rồi. Ý của anh muốn nói, sống ở trên thế gian này, chỉ cần đơn giản khoái lạc thì được rồi. Cần gì phải nghiên cứu cái gì gọi là trí thức cao thâm gì đó. Vậy lời em muốn nói là em không cần phải đi học đúng không? Anh rất là muốn nghe em nói. Đối với sự sinh hoạt và học vấn, em hiểu thế nào? Ừ. Em cảm thấy con người cũng nên tự lực cánh sinh mới đúng. Học để chí dụng, nếu không thì đi học để làm gì? Em không muốn làm cái loại cơm đưa tới miệng, áo đưa tới thì mặc, như vậy không được. Ừ, rất có ý nghĩa. Ừ, anh cảm thấy hình như em đang nói anh phải không? Thất gia. Dạ, Khu tiểu thư, lâu rồi không gặp. Vị này là... Ờ, vị này là Lãnh Tiểu Thư, còn đây là Minh Tinh Điện Ảnh Khu Trí Trân. Mời ngồi. Xin hỏi Lãnh Tiểu Thư đã học ở trường nào vậy? Nhân Đức Nữ Trung. Học lớp mấy? Lớp 3 cao trung. Ờ, vậy nhà cửa cô ở chỗ nào vậy? Tôi lạc qua Hồ Đồng, cách trường học không xa. Lạc qua Hồ Đồng? Lãnh Tiểu Thư, tại sao lại có thể ở những nơi đó? Những chỗ đó có gì là không tốt? Không, không có gì là không tốt, không có gì là không tốt. Tôi xin lỗi.
Chứ bây giờ bạc đãi họ, anh coi họ như là anh em ruột của anh gì? Anh đừng nói nữa. Trên thực tế, anh đã coi thường những người nghèo như chúng tôi rồi. Nói cho anh biết, tôi không cần anh thông cảm. Tôi phải nhờ giờ sức của tôi để tranh thủ tìm hạnh phúc cho tôi. Xưa nay anh chưa bao giờ tội nghiệp em. Lòng của anh đối với em, không lẽ em không hiểu sao? Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ coi thường em. Ngược lại em coi thường anh, cho nên không để cho anh nói hết những lời này. Tôi không nghe, tôi không nghe. Nhìn anh đi, nhìn anh đi. Nếu nhìn giống cái đám người đó, anh có thể đối xử với em như vậy sao? Hơn nữa, bản thân của em có những thứ mà bọn họ không có. Từ lúc đầu anh đã phát hiện được mà. Em không tin, anh gạt em. Xem lại không tin, nhìn anh đi. Em đừng có thể tự mặc cảm vậy. Em không được tự coi thường mình. Chính là em đã khinh thường anh đó. Gì đây? Anh tới để giải thích với em. Cậu muốn nói gì nữa? Em đã nghe rõ rồi. Em coi thường anh, em chán ghét anh. Không, em không có chán ghét anh. Bởi vì trong lòng em, em biết rõ, chỉ có anh mới là người thật sự yêu thích em. Nhưng mà em đâu có yêu thích anh. Anh tránh ra đi. Hả? Ê, con về tới rồi hả? Xin đây sao vẫn còn sớm quá vậy? Ừ. Có phải con nó ngồi xe người ta về nhà? Tại sao lại phải làm phiền người ta? Tụi con đi bộ về. Thu Nhi, trời mùa hè nóng nực như vậy, ngồi trong nhà đây làm cái gì? Hãy mau ra đây hóng gió một chút đi. Con xin ơi, con thấy nhức đầu, con muốn đi ngủ. Phim Cine gì vậy? Có hay không? Phim này cũng khá lắm. Đó là một bộ phim giảng về chuyện gia đình. Đại khái kêu người ta sống là cần phải hòa thuận với nhau. Không cần nhắc. Khẳng định đây là một nam một nữ trước tiên giao hòa với nhau, sau đó đi tới kết hôn, đúng không? Ừ, ý nghĩa là vậy đó. Còn mẹ, cái coi những bộ phim ngoại quốc đó, động chút là ôm nhau hùng hít, thiệt là mắc cỡ. Bởi vì đây là phong tục của người ngoại quốc họ, có gì kỳ lạ đâu. Ế, như vậy phải quậy phá long trời lở đất hay sao? Giờ tại sao tới cuối cùng còn kết hôn gì nữa? Tầng lớp này, mẹ không thể phê bình được. Nhưng mà, con có nghe người ta nói, một khi đi làm điện ảnh, nếu không kết hôn thì không có ai đi coi cine. Đây cũng là một câu chuyện đại đoàn viên kết cuộc đó. Đây toàn là những thứ mới mẻ. Hồi khi xưa chúng tôi còn trẻ, không có chuyện này. Dù cho có kẻ làm cha mẹ cũng không để cho con đi. Bây giờ tụi con là người có phước khí, thế giới ăn chơi để cho các con tự do đi. Chỉ đi xem cine thôi, chứ đâu có đi tới thế giới ăn chơi gì đâu. Không phải là mẹ kêu con đi sao? Không phải mẹ nói không cho con đi. Hiện nay nam nữ xã giao công khai cũng như giao thiệp bạn bè, mẹ đây cũng thông suốt rồi. Nam nữ làm bạn bè với nhau cũng không có gì quá đáng. Bây giờ nhà chúng ta không có thiếu ăn, không có thiếu mặc, thường xuyên để cho con ra ngoài chơi cho vui vẻ, mẹ đây rất là tội nghiệp. Ấy, con nói cái ông Kim gia thất thiếu gia đó,
vừa tặng thức ăn vừa tặng áo quần, còn tìm việc làm giùm cho cậu con nữa. Hắn có thể nào có cái gì? Sau này mày đừng nhắc tới thiếu gia họ Kim nữa. Chuyện gì vậy? Hồi sáng nay vẫn còn tốt đẹp mà. Không lẽ hắn đối với con? Mẹ, con mẹ kìa, mày nói tới đâu rồi? Nhưng tại sao như vậy? Dù sao cũng không muốn nghĩ tới hắn. Chị kiểm soát lần nữa đi, có đem đủ rồi chưa? Đã đem đủ rồi, đừng có lo. Ừ. Tiểu thư, đây là Phong Môn mang tới, nói là tới đây thăm viếng Ngũ tiểu thư. Liễu Xuân Gia, em coi, đây là cái quả em gây ra, bây giờ hắn đã tìm tới nhà rồi. Tại sao nó lại em gây quả này? Rõ ràng hắn tới đây để tìm Tiểu Liên. Hắn không thể gặp được cô Tiểu Liên này. Chuyện này nếu đồn ra ngoài người ta sẽ chê cười. Ừ. Như vậy chúng ta mới tính sao? Người ta đang ngồi phòng khách chờ đợi kìa. Như vậy, để chị đi xuống gặp ảnh một chút, nói chuyện với ảnh vài câu thì sẽ đuổi anh về. Vậy chị đi mau lên, có đông người đang chờ chúng ta, đừng làm trễ việc. Ừ, chị biết rồi. Có phải Liễu công tử không? Thật là hiếm khách. Đã tới làm phiền thì lái ngại. Không có gì. Tôi là bạn học của biểu tỷ anh, đều là người quen biết, không cần khách sáo như vậy. Xin mời ông ngồi. Cảm ơn cô. Hôm nay Liễu công tử tới đây có chuyện gì cần hay không? Cũng không có chuyện gì. Hôm nay đi ngang qua đây, cho nên ghé vào thăm chú. À, vậy xin cảm ơn. Sau này nếu có thời gian, rất hoan nghênh anh thường tới nhà của chúng tôi chơi. Hôm nay thật là không phù hợp, tôi đang có việc cần phải ra ngoài, cho nên không có thể ngồi đây để nói chuyện với anh được. Thôi vậy đi, lần đầu tiên anh tới nhà, để tôi kêu người làm đưa anh đi một vòng xem sao. Ngô má. Không cần. Nếu bây giờ có bận thì cứ đi, tôi đi về trước, bữa khá cái thầm. À, Liễu công tử, ông quả là người khách sáo. Cô anh kìa mới vừa tới đòi về liền, khiến cho chúng tôi cảm thấy thật là bạc đãi anh. Nhưng thật sự là không phù hợp, tôi có cuộc hẹn và phải đi ngay. Không có sao, lần này tôi ghé thăm hơi đường đột một chút, đã có chút mà muội. Lần sau ghé thăm nhất định sẽ nói trước lại quý phủ, để mình chào hỏi trước. Liễu công tử thật là người tế nhị hiểu lý lẽ. Bây giờ chúng ta đã thành bạn bè rồi, sau này không cần quá đa lễ, đừng khách sáo. Xin nhường bước cho. Vậy tôi không tiễn anh nữa. Ngô má, giúp tôi tiễn công tử. Ngũ tỷ à? Ngũ tỷ! Lục tỷ! Đi đâu hết rồi? Ê, Lão Thất, chúc mừng nha. Chúc mừng con cái gì? Đã lâu rồi không có thấy em ở nhà. Nhưng mà hôm nay lại chịu ở nhà, không phải có chuyện vui hay sao? Nè, mai là cha không có ở đây, nếu ông nghe được những lời này của dì như là châm dầu vô lửa đó. Mẹ thấy con cái thị xã quỷ gì đó có thể đóng cửa đi. Nếu muốn làm thơ thì con có thể hẹn một đám bạn mời tới đây. Tại sao phải tốn tiền ra mướn nhà bên ngoài? Nghe nói con vay tiền khắp nơi, thua lỗ không biết bao nhiêu. Chuyện này nếu để cha con biết được thì con biết sẽ như thế nào. Bắt đầu từ bây giờ, mẹ sẽ sai người canh chừng con, để xem con bên ngoài đang làm cái gì. Mẹ à, ai nói con quỷ phá thua lỗ? Hả? Ai nói vậy? Lục tỷ cũng tham gia vào thơ xã của con mà. Con nhìn tôi làm gì? Tôi không nói gì hết. Nè, con người ai cũng có lúc giàu lúc nghèo. Sự thật thì tôi đâu phải là túng thiếu. Nghe giọng nói con như vậy đủ biết con đã thua lỗ không ít. Ai nói chứ? Chỉ một chốc lát mà sẽ ghi sổ để tính tiền chi tiêu của con, để biết con thua lỗ kéo dài cho tới bao giờ. Nè, chờ chút. Đi con này. Ê, tôi đã hồ rồi. Cái gì? Bằng tài thú của con. Đi đi, đi đi. Con đi kiếm Lục tỷ. Mẹ, chung tiền, chung tiền. Bao nhiêu?
Quả thật là nhìn không có ra. Chị còn có một người bạn tốt đang ở Thượng Hải hả? Nói như vậy, em cũng muốn tìm một người. Nói bậy. Em chỉ nghe nói mà thôi. Chị sớm đã muốn kết hôn rồi. Tại vì Ngũ Tiểu Thư không có muốn. Tỷ tỷ chị xấu quá đi. Ở đâu mà nghe được lời đồn vậy? Em lục gia chị mới được. Ý, nè nè, đứng chạy. Nè, đứng chạy, đứng hậu mà tôi giúp chị đi. Tỷ tỷ à, tỷ tỷ. Tha cho chị đi. Ây da, đồ nhỏ bọn em dám giúp cổ hả? Tôi giải quyết luôn hai người nè. Đừng chửi đó mà. Tha tôi đi. Làm gì đó? Con mèo không có nhà thì cái đám chuột lắc muốn làm phản hả? Ý, thích gia, tại sao Nam lại ở nhà? Phía trước còn đang đánh bài và phía sau cũng đang đánh bài nữa. Cho nên bọn An Hoàng chúng tôi không có việc làm. Không có gì gì làm thì quậy phá phải không? Giải buồn giùm tôi đi. Tức dạ, nếu mà ông tới sớm vậy lúc này những lời nói của chúng tôi ông đều nghe hết rồi. Đành chịu thôi. Những gì không đáng nghe tôi cũng đã nghe hết. Người ta mắc cỡ mà. Thích dạ, ông mới tránh ra đi. Cô dám đuổi tôi? Tôi chưa đuổi mấy người mà. Mấy cô không có việc làm hả? Vậy tôi cho mỗi người một việc làm nha. Ý, Thích thiếu gia, ông sai tôi làm việc gì đây? Thiếu này nãy có mấy người rất thích ăn chè hột sen. Tôi phạt cô lột nửa ký hột sen. Tôi thì sao? Tôi giao việc nhẹ cho cô. Lau nhà từ trước ra sau cho sạch sẽ hả? Còn việc của cô là việc của trước, cô trước sau sau cũng đánh bài. Thích gia sao không chịu đi cô đánh bài? Tôi đâu có thích cô đánh bài. Cũng không thích đánh bài. Hay là gì? Ba người đánh bài với tôi đi. Không cần phải làm gì hết. Được lắm. Được. Ý, thất gia, nhưng mà chúng tôi đánh bài chơi rất nhỏ. Thất gia có chịu chơi hay không? Lớn nhỏ đâu có sao. Nếu thua thì tính sao đây? Nếu thua, tôi cho các cô mượn tiền để chơi. Được rồi. Hay có nghe chưa? Ai mà thua tiền, thất gia sẽ cho mượn. Vậy chúng ta sẽ thua rất nhiều. Thua rồi, cô có người cho mượn. Cô thì xấu mà. Ý. Sao đây, muốn gạt tôi hả? Lấy bài tới phòng tôi. Dạ được. Thích gia. Đúng rồi. Dạ, chúng tôi tới rồi. Có đem tiền tới không? Đương nhiên là có. Mỗi người có mang theo 3 đồng. Chỗ này có đủ thu hay sao? Mỗi người chỉ có 3 đồng, sao vậy? Ý, không phải Thích gia đã nói rồi hay sao? Nếu chúng tôi bị thu hết tiền, thiếu gia sẽ cho lại. Các cô thu hết rồi thì kiếm tôi để mượn tiền. Nếu cả 3 nhà bị thu hết tính sao đây? Lẽ đương nhiên 3 nhà chúng tôi sẽ mượn tiền của Thích gia. Không lẽ những lời lúc nãy của Thích gia không kể sao? Đúng vậy. Được, tính. Chỉ cần các người thua, tôi cho các người mượn tiền. Hôm nay tôi không ăn tiền vậy được chưa? Vậy cũng chưa biết. Còn nếu chúng tôi thắng thì sao? Tôi không thắng tiền thì còn ai vào đây chứ, hả? Nè, vì tại sao không có chịu thắng? Là có chuyện gì vui cho tôi tham gia với? Bác tiểu thư, chúng tôi đang đánh bài. Đánh bài? Thích ca. Anh để cho em chơi 4 vòng đi. Không được, không có được đâu. Bác tiểu thư, hay là cô đừng có tới đây. Hôm nay là tại vì thất thiếu gia có thể đang thu tiền. Không lẽ cô tới đây để thu giùm hắn sao? Không có đâu. Chơi hết 4 vòng coi như là thay đổi tay khác. Nè, nếu đổi tay vậy cũng phải gánh lấy phương hướng của hắn. Tới lúc đó vẫn còn bị thua tiền. Nè, Tiểu Linh, tôi nói cô là người xấu nhất. Sao tự nhiên nói tôi bị thua tiền? Em à, hôm nay đừng có tới đây. Anh phải gom hết tiền của 3 người này. Được rồi. Vậy trừ phi 4 vòng sau anh thay đổi cách đánh bài, nếu không thì ông chưa chắc có thể thắng được tiền của chúng tôi. Trừ phi là 3 nhà các cô hùa nhau để ăn tôi, bằng không làm sao tôi thua được. Có đúng không, mấy cô xấu tánh? Không có, tuyệt đối là không có. Nè, các người cho tôi chơi một chút đi. Tại sao không chịu để cho tôi chơi hả? Tất cả, cho em chơi một chút đi mà, tất cả. Được rồi, cho em chơi một chút đó. Ấy, nhưng mà tôi xin nói trước nha, tôi đánh thắng là tiền của tôi, không có quan hệ tới người khác. Bài thì là của em, tiền thì là của anh. Em có bao nhiêu tiền? Nếu mà em bị thua hết thì đương nhiên là tính cho anh. Đây là lời anh nói. Thất gia, làm thiếu này nãy mời ông đó. Lại có chuyện gì? Các người chơi đi, lát nữa tôi quay lại thâu tiền. Ấy, Kim đại ca, hôm nay mấy chị em tôi thật khó khăn mới ngồi chung đánh bài với nhau. Ấy, ông giúp chúng tôi vào nhà bếp lấy điểm tâm đi. Cái con A đồ này dám sai tôi làm việc hả? Kim đại ca, mấy chị em chúng tôi đã giao hẹn rồi, người nào thắng sẽ đại khách. Tới lúc đó tôi sẽ lấy tiền sâu cho ông.
Được, được, được. Ấy. Nè, ráng thắng nhiều nha. Ừ, cảm ơn. Em đi rồi. Em đi rất xa. Anh đứng sau lưng của Thu và ôm trong tay một đống màu hồng của Phong Diệp, đem nó treo lên tường nơi mảnh sáng tà dương chiếu tới. Sau khi xếp đặt theo thứ tự, bối cảnh nhỏ của em, nụ cười từ trong rừng. Hiện em đang thiếu 200 đồng đó. Nếu như có thể từ chỗ nào có thể tìm được thì tốt quá. Nhị đệ, em đang làm việc trong nhà của Kim Đại thiếu gia. Ngoài ra còn có nhiều việc làm khác nữa. Tiền lương đáng lẽ là phải dư giả, tại sao lại xài phung phí như vậy? Chị đừng có quên nha, lão thái thái ở phương Nam hồi sớm gửi thư tới nói, năm nay mùa thu bà muốn làm đại thọ 80 tuổi, đã sai chúng ta bỏ ra 200-300 đồng bạc. Tính theo ngày tháng cũng đã sắp tới rồi, chúng ta cũng phải nghĩ cách đi. Tôi thấy kiếm vài chục đồng bạc ở đây mà gắn gượng gò ép, tóm lại nói không ra đâu. Cái chuyện này chị cũng đã quên rồi. Nếu thật sự không tìm được đủ số, ở chỗ Thanh Thu nó còn một số nữ trang, hãy lấy đi bán đi, như vậy sẽ được một số tiền nữa. Ê, nhìn đứa cháu gái đó nó có chịu hay không. Thôi, bỏ đi bỏ đi, đừng có nhắc tới cái chuyện này nữa. Ê, tôi có thể đi tìm tới thất gia hả? Yến Tây Quỳnh để mà thương lượng, để kêu ổng có thể cho mượn vài trăm đồng tới cuối năm, lúc đó tôi sẽ hoàn trả lại cho ổng. Người ta cũng đã giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều, tại sao lại còn nghĩ tới nhờ giả người ta nữa? Vả lại chúng tôi với hắn không có thân thích gì cả, tại sao cứ tìm người ta? Chị thấy không thích hợp đâu. Giữa bạn bè với nhau phải giúp đỡ cho nhau, đây là sự việc rất bình thường mà, có cái gì đâu mà không thích hợp chứ. Nếu em muốn mượn thì đi mượn người khác đi, đừng có mượn tiền của Kim gia nữa. Thất gia. Hàng má, tôi đem mấy cái dĩa này trả lại cho ông. Chỉ là mấy cái dĩa thôi, cần gì phải gấp vậy, cứ giữ xài đi. Ông đem cho nhà chúng tôi tặng biết bao nhiêu đồ vật, thái thái và gia đình chúng tôi thiệt ái ngại lắm, làm sao có thể giữ lại mấy cái dĩa này. Nè, qua đây. Tiểu thư nhà bà đâu, sao suốt ngày không thấy cổ gì? Thái thái với tiểu thư đang giận nhau. Giận nhau? Có phải vì chuyện tối hôm qua hay không? Đúng vậy, tối qua khi tiểu thư về tới nhà, tiểu thư lập tức đã cãi giả với thái thái. Hôm nay cũng là cái chuyện của ông cậu, cửu lão gia ông muốn mượn 200 đồng, thái thái không có chịu, muốn đem hết số nữ trang của tiểu thư đem đi cầm. Kim Vinh. Dạ. Thất gia, có chuyện gì? Lấy 300 đồng đưa cho hàng má, đem về đưa cho lãnh thái thái. Dạ thất gia. Vậy tôi xin thay thế thái thái, cảm ơn ông. Hàng má, theo tôi đi. Cái món đồ này nặng nề quá. Cái đồ này, cái này là cái gì vậy? Tiền mặt đại dương. Bà đã biết hai ngày nay tôi đang chú ý lấy tiền, bà đem tiền ra đây cho tôi mượn phải không? Thái thái, bà không tin hả? Tôi mở ra cho bà coi. Nè, bà coi.
Ở đâu mà có nhiều tiền như vậy? Tôi không phải biết quá phép đâu. Tôi có nghe nói thái bà thiếu tiền xài. Tôi chỉ quá như vậy nè. Nè bà coi, có tiền liền. Không cần hỏi, nhất định là cậu bà cô nó đi qua cái bên để mượn tiền. Ế, đúng, tiền này của Kim thiếu gia cho mượn. Nhưng mà không phải là cậu ba đi mượn đâu. Là vì Kim tức già, nghe nói thái bà cần tiền dùng, cho nên kêu tôi đem về cho bà mượn để xài. Cái bàn tay của người Kim thiếu gia này quả thật là rộng rãi. Người ta chưa có mở miệng mượn tiền của hắn thì hắn đã tự động đem tiền tới đây rồi. Bà nói, tôi phải thu nhận hay là tôi không nhận? Thái, tại sao chúng ta không nhận? Số tiền này nó đâu có làm phỏng tay. Ừ, tiền tôi xin nhận trước. Bà đi qua nói với Kim thiếu gia một tiếng đi. Sau này tôi nhất định trả lại tổng số nợ này. Ồ. Mẹ, ở đâu mẹ có nhiều tiền vậy? Là của cậu con đi mượn về. Ông đi mượn tiền nhiều để làm gì? Ông có chuyện xài mà. Con còn nít nhỏ đừng hỏi nhiều quá. Mẹ. Ừ? Con có thể cắt tóc ngắn không? Không phải mẹ nói với con rồi sao? Mẹ không biết, con tự mình quyết định đi hả? Vậy cũng đúng. Tôi có nghe Kim thiết già nói người nhà của ông hoàn toàn đã cắt tóc ngắn hết. Tôi cắt tóc của tôi, nhà của họ cắt tóc hay không liên quan gì tới tôi? Ý tôi muốn nói là các bà tiểu thờ thái đều cắt tóc ngắn hết. Thôi Nhi, cắt ngắn cũng có thể được, nhưng đừng có cắt ngắn quá giống như đầu trọc, vậy coi xấu lắm. Ai mà thèm cắt tóc ngắn gì chứ? Có một tiệm cắt tóc mới mở của người ngoại quốc ở hẻm Đông Châu Dân Lộ. Tiệm đó cắt rất là đẹp. Chúng con có rất nhiều bạn học đều tới đó cắt. Thanh Thu, cô thật là rộng rãi, muốn đi tới tiệm cắt tóc ở chỗ Đông Giao Dân Cảng hả? Quan nghênh. Cô nhỏ này không chịu nhà với phu quân của cô, sao lại chạy ra ngoài vậy? Ê, chúng tôi trước khi kết hôn đã có giao hẹn trước, không được đoạt mất quyền tự do của tôi. Cô thiệt là lợi hại. Ê, Thanh Thu, cô thiệt định đi cắt tóc ngắn hả? Đúng vậy, tôi đang nghĩ tới cái tiệm hút tóc của người ngoại quốc đó. Vậy có cần hay không? Cô hỏi những cái dáng của tôi nè, chính nhờ Tiểu Mai cắt giùm cho tôi đó. Nè, cô xem có đẹp không? Cắt cũng đẹp lắm. Tiểu Mai, hay là tôi nhờ cô cắt giùm tôi nha. Được. Nhưng mà ở trong nhà cô có cây kéo để cắt tóc không? Cô không có cây kéo để cắt tóc thì tôi làm sao cắt? Các vị cô nương, nè, mà uống nước. Cảm ơn. Hằng má, bà giúp tôi đi hỏi thử nhà ai có kéo cắt tóc hay không. Cô à, bộ cô thật sự muốn cắt tóc hả? Đúng rồi, bà hãy tìm cách mượn kéo cho tôi đi. Được, tôi đi mượn liền. Đi thật là xa. Anh đứng sau lưng của Thu, trân trọng lượm một đống màu hồng của phong diệp, đem nó treo lên vách tường nơi có ánh sáng tại dương chiếu tới. Sau đó sắp theo thứ tự, hình dáng nhỏ, nụ cười của em ở trong khu rừng. Thất thiếu gia. Hằng má, có chuyện gì? Thiệt là ái ngại tới đây làm phiền ông nữa. Không cần khách sáo. Tiểu thư nhà chúng tôi muốn cắt tóc, cho nên muốn mượn cây kéo để dùng. Không biết thất thiếu gia ông có phương tiện hay không? Tiểu thư của bà kêu bà qua đây kiếm tôi hả? Chuyện đó thì không có, nhưng mà cổ ra lệnh cho tôi rồi, nói là nhất định phải mượn được cây kéo. Tôi nghĩ trong nhà của thất thiếu gia nhiều chị em, đừng nói chỉ là cây kéo để cắt tóc, ngay cả cái máy để sấy tóc đều không có thiếu món nào cả. Về trước đi, lát nữa tôi kêu Kim Vinh đi lấy kéo rồi tôi đem qua. Cảm ơn thất gia. Sự thật là việc này cũng là tại lỗi của Tú Châu muội muội. Cổ không chịu chút thiệt thòi gì hết, cứ nghĩ rằng bản thân cổ là vua chúa của những đó qua, không ai cướp được nghĩa của cổ. Cô ta thiệt quá là cứng đầu. Chỉ cần không phải là nguyên tố khác. Về phía bên thiếu gia Kim Yến Tây, xin mời muội muội em nói giúp giùm cho. Nể tình của Tú Châu muội muội, cô ta quý si tình yêu thương, xin muội muội giúp đỡ giùm cho. Tạm thiếu này nãy bà thái. Chuyện gì vậy? Tạm thiếu này nãy thất gia gọi điện cho bà chưa? Có phải muốn mượn dụng cụ cắt tóc ngắn hay không? Dạ đúng. Là ai muốn dùng? Tại sao lại phải gấp vậy? Tôi không biết đâu, thất gia không nói với tôi. Nè, cầm lấy, tôi đã chuẩn bị rồi. Cảm ơn thiếu này nãy. Đại tẩu, bà yên tâm đi.
hãy về mà nói lại với Bạch ca ca, cái chuyện này hãy cứ để tôi lo. Lão Thất, hắn rất là sợ tôi, luôn cả lão gia tử và lão thái thái cũng không nói ảnh được. Như vậy thì tốt quá. Tôi xin nhờ giả muội muội, đừng có xáo. Các cái chỗ này nè. Thu Nhi, mượn được rồi. Ê, cái hộp này đẹp quá đi. Bà đi mượn của ai vậy? Có xài là được rồi, sao lại hỏi mượn của ai để làm cái gì? Đem trả lại đi. Thôi được rồi. Đã khó khăn lắm mới mượn được mà. Đúng. Ê, Thanh Thu, cô xếp hàng là Lão Thất phải không? Cái này ai viết cho cô vậy? Tại sao lại xưng hô như vậy? Cái người viết thơ này tên là Ngọc Phân, khẳng định đây là người nữ. Tôi nghĩ đây bên trong đại khái cũng không có gì mà không coi được, cho nên tôi muốn xé ra để coi thử. Ấy, không được đâu. Tự tôi còn chưa coi xong, làm sao biết được nội dung của lá thư này, không thể công khai được. Tại sao người này lại xưng hô với em là Lão Thất? Làm sao biết được. Hãy cắt tóc giùm tôi đi. Tôi xin nói trước nha, nếu tôi cắt như vậy, cắt rồi không thể nào gắn lại được. Vậy không được đâu. Nếu như chị cắt không đẹp cho tôi thì phải tìm cách lấy tóc gắn lại cho tôi mới được. Được, nếu đã như vậy tôi sẽ động thủ nha. Nè. Thanh Thu lẽ ra là người xinh đẹp, khi cắt mái tóc ngắn này càng tăng vẻ đẹp thêm. Chị cắt tóc đẹp cái lắm. Kiểu tóc này có cái tên gì hay không? Tên gọi là gì? Cái tên này nghe hay lắm. Tên là kiểu tóc sau nguyệt. Chị đừng có khen nữa. Người ta không thích người ta cắt tóc, khẳng định cảm thấy thì là kỳ lạ. Ê, hôm nay cô bắt đầu cắt tóc ngắn như vậy, vậy thì nên đi ra ngoài lấy chụp một tấm hình đi. Đúng rồi. Lãnh tiểu thư, nhìn bên này,